sóng gợn ngoài khơi, thấm từng vị mặn, thấm lời dân ca. Đến đây như về với quê nhà, đến đây như về với quê nhà, có dòng sông thơ mộng, có câu ca thơ tình. Rạng ngời như ánh bình minh, rạng ngời như ánh bình minh, đã thành sông núi hữu tình làm sao. Chúng tôi xin có lời chào, mời bà con cô bác cùng nhau chơi bài trời. Trên tay của quý vị đang cầm một tấm thẻ bài, có ba con cờ nhỏ, hiểu chúng tôi sẽ ngẫu hứng sắp cờ kèm câu hát dân ca. Ai người trúng được cả ba, mời lên đây để nhận quà của chúng tôi. Bà con đã hiểu cả rồi, bài tròi xứ Hoàng chúng tôi xin bắt đầu. Mời anh có hộ trong đầu, cho một hồi tóc lên để bắt đầu. Bye.
năm giây. Ừ, bà con ơi là khi còn năm giây, năm giây ra rồi, năm giây ra rồi, năm giây ra rồi, tôi đây mà hô tiếp là hô tiếp con mày, con đi con ra đây. Trái mù u lấy chồng chi sớm lỡ ru thêm buồn. Em sợ anh như rắn trùng trùng, khi vui anh đậu khi buồn anh bay. Bởi em biết nước 12 lỡ duyên lỡ phận nhà tơ phai hồng. Anh phải đâu cá lội nước dòng đường tôm quen tết bỏ má hồng nhạt khay, mà sao em vội sang ngang để lời ru theo gió miên man tình đò. Lỡ rồi sao đã sang sông, chứ lỡ rồi sao đã sang sông, không tình thì bạn chưa trách thường chi em. Anh nào đâu chấp chi em, anh nào đâu chấp chi em, chấp duyên anh lặng lặng lên đây. Bởi anh nghèo, ơ bà con ơi là khi còn nghi nghèo, nghi nghèo nó ra rồi. Nghi nghèo ra rồi, nghi nghèo nó ra rồi, tôi đây mà hô tiếp là hô tiếp con mày. Con thì nó ra đây. Anh ba này, có hỏi anh như đi tích hợp chứ nhỉ, có chuyện gì á nói nghe thử coi. Thì đó, lấy chồng từ thuở 15, chồng với em nhỏ rồi không nằm với em. Ừ thì đúng rồi, mới có 15 tuổi mà nằm với em sao được, nằm cho ở tù hay sao. Nhưng nghe, chứ còn bây giờ thì khác xưa rồi em ơi. Ủa, khác là khác là anh ba hề. Bây giờ 18 đẹp xinh, em có nằm dưới đất anh cũng lên giường. Ủa, đến lấy giường chi nữa anh? Lấy giường cho rồi anh nói. Anh nói ra giường rồi là ai? Một anh thương nè, hai anh thương rồi, ba bốn cũng thương. Thương khi mà hút nữa, thương khi mà hút nữa, bốn cánh giường nó rung rinh. Có mà con ơi là khi còn tư cắn, tư cắn là con hương, là con hương là rồi. Con hướng ra rồi, con hướng ra rồi, tôi đây mà hô tiếp là hô tiếp con bài. Còn gì nó ra đây, đất Đà Thành đang thay đổi mới, người người đang hướng tới ấm no, làm người phải biết đắn đo, giàu nghèo đâu phải là do ở ông trời. Mà giàu nghèo là do ở con người, từ bàn tay khối óc ta thời làm ra, kiếp được đồng xu vượt trong mấy cây ra, có đâu mẹ vỡ kiếp đâu ra, con sống tiền, bà con ơi là khi con tiền sâu, sâu thì bỏ ra rồi. Thế gian lắm kẻ lắm.
la lây cực em chiến giữ thực hành ở đây phần ba ba con ơi là từ con đó mở đã mở ra rồi em ơi chồng gần không lấy lấy chồng mà xa bỏ mẹ già cũng sẽ là nắng sớm chiều mưa tối đèn tắt lửa sớm mà chưa biết ai nhờ thôi anh xin làm chú rể hờ chứ anh xin làm chú rể hờ em mang tâm tội dễ sang bờ vô quy bà con ơi là khi con sẽ đến cơ kia đã tới trống nọ đã dục vang hiểu đáp hãy chuẩn bị sẵn sàng phần quà để tặng cho người trúng thưởng đó nghe. Xin được cả trân trọng kính mời quý vị có con cờ trên tay đó chính là Hương Bồng Sơ trở về sân chòi đón nhận cái phần quà của câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời anh xin chúc mừng cháu gái. Xin chúc mừng và trân trọng kính mời quý bà con chúng ta hãy cùng liên tục và đồng hành với câu lạc bộ chúng tôi qua những câu hỏi điều ác thấm đượm tình nơi ngày qua trò chơi dân gian bài trò hội.